Sau cuộc gặp với Phòng Thương mại Hoa Kỳ vào cuối tuần qua, thì chính phủ Cuba đã đưa ra động thái mới nhất trong việc đẩy mạnh cải cách nhằm thúc đẩy nông nghiệp thông qua mở cửa thị trường bán sỉ thí điểm, đồng thời nới lỏng áp đặt giá cả, hỗ trợ vay vốn cho các doanh nghiệp. Cuba vừa mở cửa thị trường buôn bán thí điểm đầu tiên tại đảo Thông, là đảo lớn thứ hai nằm cách đảo chính Cuba 100 km về phía nam. Đây được xem như là một động thái mới của chính phủ để thúc đẩy kinh tế kể từ năm 2008. Trước đó, chính quyền Cuba đã phê duyệt cho gần 500.000 doanh nghiệp tư nhân, cho phép các doanh nghiệp này tự do mua bán nhưng vẫn chịu sự áp đặt giá cả của chính phủ. Giờ đây, chính phủ cho người dân vay để mua thiết bị và vật tư. Kỳ hạn cho vay có thể kéo dài từ 1 đến 3 tháng. Trong chuyến viếng thăm kéo dài 3 ngày vào cuối tuần qua của Phòng Thương mại Hoa Kỳ, bắt đầu từ ngày 28 tháng 5, là chuyến thăm đầu tiên tới Cuba trong vòng 15 năm. Chủ tịch Donohue là một trong những nhân vật phản đối mạnh mẽ nhất chính sách bao vây cấm vận mà chính phủ Mỹ đã áp dụng tại Cuba trong hơn nửa thế kỷ qua, đã kêu gọi chấm dứt cấm vận kinh tế đối với nước này, đồng thời khuyến khích chính phủ Cuba đẩy mạnh cải cách. Cải cách lần này đã thu hút sự chú ý từ những người đứng đầu Phòng Thương mại Hoa Kỳ, mặc dù phần lớn các công ty của Mỹ bị cấm giao thương với Cuba.